chào đó, cảm ơn người nha. Thì đây là rơm nè mọi người. Thì rơm này thì mình đã phơi nó khô rồi mọi người. Thì hôm nay mình tiến hành mình chắc một cây rơm thật là to nha mọi người. Đây thì mình có chặt một cái cây cao nè. Đây là cây cao. Bây giờ mình trồng cái trụ này ở giữa đó mọi người. Thì làm cái tâm á để mình xoay cây rơm nha mọi người. Thì bây giờ mình tiến hành mình đào lỗ nè. Giờ đào mình trồng cái cây xuống xong mình xoay cây rơm. Thì bây giờ mình tiến hành mình đào nha mọi người. Xây rơm này thì như trong video mọi người đã nhìn thấy đó, thì mình sẽ rải rơm ra xung quanh nha mọi người. Mình rải ra xung quanh xong rồi đó thì mình mới đi đánh đều, xong rồi mình mới đi xung quanh đó, mình đạp mình nhún, mình nhảy làm cho nó sinh rơm mới dẻ lại, mà cho nó chặt lại đó. Thì chúng ta phải làm cho nó đều từ bên ngoài vô bên trong nha mọi người, chứ làm nó không đều thì nó không có hiệu quả đâu. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi tối ngày hôm qua đó mọi người, thì mình chắc nó không rồi á. Thì sáng hôm nay mình sẽ xoay chắc cây rơm này tiếp cho mọi người cho nó xong luôn nhé. Thì đây là cây rơm mà mình đã tốn hết mấy công để mà xoay nó này mọi người. Thì mọi người thấy không? Thì mới được có nhiêu đây thôi, thì ngày hôm nay á, buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ làm cho xong luôn nha mọi người. Và giới thiệu cho mọi người, đây là chính là cái cây cây mà để mình cào rơm nè mọi người. Thì cây này á, thì mình làm rất là hiệu quả trong cái việc mà để mà xếp rơm đó mọi người. Cây rơm này thì đây là cây rơm mà đầu tiên mình làm luôn mọi người, thì cũng khá là dễ làm đó mọi người ơi, chứ không có khó gì đâu. Thì ban đầu thì chúng ta sẽ xoay rộng dưới đất này ra tùy theo số lượng rơm mà mình có nha mọi người. Thì mình có nhiều thì mình xoay rộng ra, mà mình có ít thì mình xoay nó hẹp để vô. Mình xoay từ khi mình rải rơm thì mình rải từ cái vòng bên ngoài nha mọi người, mình rải từ bên ngoài, mình rải vô, rải đều hết chứ không có nào nhiều không nào ít hết nha mọi người. Thế thì cây rơm mình nó mới chắc được. Thì sau khi chúng ta vải rải lên được nó đều một vòng rồi đó mọi người, nó rải đều lên một vòng rồi thì chúng ta sẽ đi giống như trong clip á, thì chúng ta sẽ đi xung quanh hết cho nó dẻ rơm xuống, cho nó chặt xuống. Thì cây rơm mình rất là cứng cáp mà nó không có xê dịch, nó không có bị tuột rơm xuống á, nó không có rơi xuống mọi người. Đây xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi, bây giờ cây rơm thế này rồi thì nó cũng gần lên nóc rồi mọi người, đỉnh rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái cào hồi nãy chúng ta cào xuống, chúng ta cào sâu vô một tí tới cái lớp mà nó hơi chặt rồi á, cứng rồi thì chúng ta sẽ dừng lại cho cây rơm chúng ta nó được chắc và nó tròn đẹp luôn nha mọi người. Thì cây rơm này thì hai vợ chồng mình chắc thì hai buổi rồi, hai buổi rồi đó. Một buổi sáng lại một buổi chiều, và chưa có xong nữa thì hôm nay mình sẽ làm tiếp. Thì trong khi mình làm mình quay lại cho mọi người cùng xem nhé. Thì nếu như mà mình, những ai mà chưa lần đầu chắc thì cũng có thể là xem mà để biết, để áp dụng trong cuộc sống á mọi người. Người thấy không? Đây là cái rơm mình chắc.
chân lên. Sợ leo lên chứ không sợ ai nữa kìa. Nắm tay bò lên. Nắm tay bò. Đúng rồi. À không, đừng vô. Đúng rồi. Xé gì? Nó đi tàu con tục luôn quá vậy. Hello mẹ ơi. Hello mẹ ơi. Nhảy ở dưới bờ cây này. Nhảy ở dưới bờ cây dưới này. Thôi xuống con. Xuống qua bên rác rẽ dặn cho rồi không nắng á. Ôm cái tay nữa á. Sao lộng leo vậy? Chị coi chừng nha. Ôi. Đi. Ba ngào quá. Trời ơi, ba ngào quá. Ba ngào quá. Thôi xuống con. Hả? Xuống. Chơi chút nữa xuống nhỉ. Chơi. Thì chắc cũng gần xong cái cây rơm mà mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ đi rút cái chân này. Mình rút sâu vô cho nó khỏi bị ướt mưa, khỏi bị thấm mưa mọi người. Thế lại mình đêm mình dồn ở em trên nó còn thiếu á. Thì bây giờ mình sẽ rút cái chân này nha mọi người. Thì bây giờ cũng sắp hoàn thành cái cây rơm mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình rút với cái chân này.
kìa. Đây mọi người ơi, đây là cây rơm mình đã xoay tí xíu là xong nha mọi người. Thì ở trên cao thì nhìn xuống thấy nó dày chứ mọi người nhìn cái đầm à. Thì đã gặt xong rồi đó mọi người. Người thấy xa xa kia có một cái nhà rơm không? Cái nhà đó người ta chắc rơm mọi người. Cũng là như mình, người ta cũng phơi rơm như vậy nè, nhưng mà người ta không có chắc cây như mình mà người ta bỏ trong nhà luôn á. Người thấy không? Bây giờ mình làm gần xong rồi đó mọi người. Mọi người thấy cao chưa? Thấy cái rơm cao chưa mọi người? Thì đây là cây rơm mà đầu tiên mình chắc luôn mọi người. Thì cũng rất là đẹp đúng không? Núm tròn to. Câu lại đang qua. Bây giờ là cây rơm mới đã xong rồi mọi người. Mình tiến hành mình cầu bạc với lại cầu cái nóc nó cho mưa đồ nó trụt ra tất cả các phía, nó không có thấm vào giữa cây rơm mọi người. Thì cái này thì rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần cột cái đầu cây lại cho nó thật kỹ là được.
Thì còn cuối video thì cũng chúc mọi người tất cả đều thật nhiều khỏe mạnh nha. Và lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn rất là nhiều đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.